Tiểu Tử Hàm bị tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc làm tỉnh lại. Cô xoa xoa huyệt đại dương căng đau sau khi say rượu, đưa tay nắm di động. Alo. Trong ống nghe truyền đến tiếng nhạc nhạc. Tiểu Hàm mà là mình đây, có không sao chứ? Ừ, không sao. Chỉ là đau đầu, muốn nứt đầu mà thôi. Thế chiều nay chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm nữa. Buổi chiều, hiện tại mấy giờ? Cô xem màn hình 14:25 té xỉu. Cô lại một giấc ngủ đến xế chiều, xem ra tối qua uống quá nhiều. Cô chống lên nửa thân người tựa vào đầu giường hắng giọng. Hai ta là ai cùng ai? Cậu hôm nay nhất định là có rất nhiều chuyện phải bận rộn mà, không cần để ý đến mình. Tối nay mình tự đi ra ngoài vài vòng là được. Văn Nhạc Nhạc đề nghị, hay mình gọi Lý Nham cho người chở cậu nhá. Chủ ý này không tệ, có tài xế chở đi dạo thay vì đi bộ dễ dàng hơn. Nhưng mà đợi chút, trong đầu cô làm sao nhảy ra khuôn mặt lạnh lẽo của Trung Soái. Ấy, tuyệt đối đừng phái Trung Soái tới đấy nhá. Chị cả ơi, người ta là đoàn trưởng, chồng mình là trại trưởng, làm sao dám động đến anh ta. Ngày hôm qua đúng lúc tất cả mọi người bận mới nhờ anh ta đón cậu. Cậu thật đúng là coi người ta như tài xế đấy à? Đoàn trưởng á? Tên kia à? Đoàn ăn uống thì có, và lại đoàn trưởng thì ngon lắm à? Đội trưởng lái xe, chi nhánh ngân hàng bọn họ, trước khi chuyển nghề cũng là đoàn trưởng mà. Ừ, thôi được rồi, nói chồng cậu tìm một anh chàng đẹp trai ấy nhá. Ừ, có cần nói hắn mặc quân phục không? Mình cảm thấy mấy chàng trai khi thêm bộ quân phục đẹp trai lắm cơ. Thôi 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 đừng, mình sợ người ta cho là mình phạm vào trọng án lắm, bị giải phóng quân đến áp tải thì chết mất thôi. Vừa nghĩ tới có anh lính mặc quân trang đi nghiêm bên cạnh, cô cảm thấy nổi hết da gà. Ừ, thì có đạo lý. Vậy mình nói với Lý Nham, về sau ngàn vạn lần không mặc quân trang theo mình dạo phố. Văn Nhạc Nhạc nghiêm trang nói thế, sau đó cùng hẹn cô thời gian ra cửa. Cúp điện thoại, Tiếu Tử Hàm đến phòng tắm gội đầu. Tối qua thực sự uống nhiều quá, vừa bước vào phòng say như chết ở trên giường, một thân khói rượu hôi chết đi được. Rửa mặt xong, vừa đúng lúc cô rút khăn lông tùy tiện lau mấy lọn tóc, thay bộ y phục nhẹ nhàng, xốc lên túi nhỏ, đóng cửa lại. Trong thang máy mới nhớ tới là quên hỏi số điện thoại người đón cô, vì vậy lấy điện thoại gọi cho Nhạc Nhạc. Nhưng điện thoại reo lâu rồi không có người nhận. Gì thế này? Thôi, dưới mũi há miệng, cùng lắm thấy ai giống như anh lính thì đến hỏi. Cô tắt điện thoại, đi ra thang máy, vừa ngẩng đầu trông thấy khối băng để cho cô cắn răng nghiến lợi không muốn gặp. Hắn tại sao ở chỗ này? Tiểu Tử Hàm quyết định không nhìn hắn, trực tiếp đi tới cửa, chuẩn bị tìm trai đẹp đón cô. Nhưng Trung Soái theo kịp, vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Đã tỉnh rồi à? Mắc mớ gì đến anh? Cô trả lời ở trong lòng như vậy. Thấy cô không lên tiếng, Trung Soái bĩu môi, chỉ vào chiếc xe Việt Dã. Trước dẫn cô đi ăn cơm. Lần này không có thể giả bộ điếc rồi. Tiểu Tử Hàm lui phía sau, cùng hắn kéo cự ly. Không dám phiền tới anh, tôi đang chờ người rồi. Trung Soái cười. Chờ anh chàng đẹp trai chính là tôi. My God, trước khi cảm thấy hắn khiến người khác chán ghét, không nghĩ tới vẫn còn rất tự luyến. Chỉ là ánh mắt ngắm ngắm người đàn ông đối diện, lông mày chim ưng, mắt lạnh lẽo, hình dáng rõ ràng, môi mỏng hấp dẫn, miễn cưỡng có thể xưng tụng được là đẹp trai. Tiểu Tử Hàm không biết cô đang nhìn trai đẹp, trai đẹp cũng đang quan sát cô. Chỉ là khác, cô lén lén lút lút, còn Trung Soái nhìn một cách lộ liễu. Cô hôm nay tự hồ không giống ngày hôm qua, nhắc tới cũng khéo. Ngày hôm qua hắn vừa tới khách sạn liền bị kéo đi đón người. Đến trạm xe mới phát hiện quên hỏi Lý Nham điện thoại của bạn học Văn Nhạc Nhạc. Hắn đem xe đậu vào ven đường, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Nham. Ai ngờ vừa nghiêng đầu, cánh cửa sổ xe cùng màn mưa liền thấy cô. Một bộ đầm màu xanh ngọc, mang tai nghe lặng lẽ đứng ở nơi đó, cả người che một tầng sương mù, làm người ta nhìn không ra. Một khắc kia hắn chắc chắn cô chính là người mình phải đón. Hắn luôn luôn ít lời, vừa gặp lần đầu tiên lên xe, tự nhiên không biết nên nói cái gì. Cô là cố ý không để ý đến hắn. Nhận điện thoại liền nói không ngừng, hoàn toàn cho hắn thành người trong suốt. Hắn nhịn cười nghe cô nói nhăng nói cuội, từng cái một chuyển đổi chủ đề nhàm chán.
Để khách sạn hắn cố ý khóa cửa xe, mong đợi phản ứng của cô. Trong nháy mắt cô rõ ràng kinh hoàng, nhưng mà trên mặt rất chấn định. Trên bàn rượu hắn cố ý làm khó cô, cô tình nguyện ói chết không chịu cúi đầu, thực là bướng bỉnh. Nhưng hôm nay cô hoàn toàn khác. Áo sơ mi trắng, áo khoác len màu xanh dương, cầu jean màu xanh dương đậm hợp với giày Carvans màu trắng. Tóc ướt mới vừa gội xõa trên eo, khuôn mặt sạch sẽ, không trang điểm, thoạt nhìn như sinh viên, làm hắn cảm thấy thoải mái. Chỉ là trung soái đại ca, nhìn không kiêng nể như vậy. Tiểu Từ Hàm có chậm lụt ù lì mấy, cũng biết hắn đang nhìn cô, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác tránh né tầm mắt sáng quắc của hắn. Trung soái nhìn ra cô lúng túng, không biến sắc, cong khóe miệng, không nhẹ không nặng cầm cổ tay cô, bá đạo dắt cô đi về chỗ đậu xe. Lấy xe đi, chúng ta đang chắn đường người khác đấy. Tiểu Từ Hàm không cam lòng, ngồi lên xe, nặng nề đóng sầm cửa xe. Cái người này tự luyến cuồng cho cô là thủ hạ của hắn. Xoa tròn bóp méo, tùy tiện ra lệnh à? Đáng tiếc tiếu cô nương còn nhỏ, lại đang trên địa bàn người ta, giận mà không dám nói gì, chỉ là phản kháng vô dụng không nói lời nào. Cô xoay mặt tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung soái nhìn cô tức giận đến đỏ cả mặt, cảm thấy chơi thật vui. Cô đang tức giận sao? Tiểu Từ Hàm giả bộ vui vẻ. Ồ, việc này bị anh xem ra rồi à? Giận tôi ngày hôm qua làm khó dễ em à? Hay là hôm nay cứng rắn kéo em lên xe? Anh thử nói đi. Vậy là đều có. Đúng là cũng không phải quá đần. Rồi xe kêu lên một tiếng, thắng xe, xe dừng lại. Trung soái cầm tay lái nghiêng đầu đưa mắt nhìn cô. Nếu như tôi nói xin lỗi, có phải em không tức giận nữa không? Tiểu Từ Hàm nhìn mặt hắn chân thành, không giống như đang nói đùa. Thôi, tiểu cô nương đại nhân đại lượng, và lại hắn cũng thực sự nhiệt tình giúp một tay. Cô cho mày hất cằm. Đó còn chưa đủ, còn phải mang tôi đi ăn ngon mới được. Ờ, không thành vấn đề. Xe lần nữa khởi động. Hắn nói được làm được, dẫn cô chui tận trong hẻm nhỏ. Canh đậu phộng, súp bong bóng cá, cá hấp, thịt nướng. Một đường đi, một đường ăn. Ăn đến khi cô ôm bụng nói, nó chết rồi. Như thế nào? Không giận nổi nữa chứ? Trung soái tay cầm ly trà sữa, tay phải giơ bánh chả bông. Không giận nữa. Cô nhìn hắn cười rực rỡ. Nụ cười kia khiến lòng trung soái tốt lên, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhạt. Buổi tối bọn họ đi công viên ven biển ngắm cảnh. Hiện tại đang là nghỉ lễ quốc khánh dài hạn, du khách đến rất nhiều. Trên bờ cát người người tấp nập, trừ đầu người, nhìn gì cũng không thấy. Tiểu Từ Hàm tùy tiện chạy một vòng, la hét nó quá thất vọng phải đi về. Đến bãi đậu xe, trung soái đỡ cô, để cho cô một chân đứng thẳng, chút cát trong giày ra. Buổi tối muốn ăn gì đây? Cô mang giày, vuốt rơi cát mịn dính trên người. Tùy, ăn gì ngon là được hết. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Trung soái đến quán mì nhỏ bán mì thịt bò. Quán nhỏ thực là danh xứng với thực. Trong phòng 4-5 thước vuông, bày biện 3 bàn tròn nhỏ, nhưng buôn bán cực kỳ tốt. Còn họ đợi gần nửa giờ mới có chỗ trống. Ai ngờ vừa ngồi xuống, điện thoại Tiếu Từ Hàm đột nhiên vang lên. Trên màn ảnh là tên mẹ cô. Cô chán ghét nhấn tắt, lại vang lên. Cô nhấn nữa, lại vang. Không biện pháp, người ngồi cùng bàn không nhịn được chừng cô. Cô chỉ có thể nhận. Còn chưa kịp nói, mẹ Tiếu giống lên. Mày chết ở đâu vậy hả? Không phải nói kiếm chồng à? Tối nay dì Hà giới thiệu đối tượng mời mày ăn cơm đấy. Con ở thành phố X ạ. Lại tới, kể từ khôi phục tình trạng độc thân, mẹ cô bắt đầu giống như trước đây, liều mạng cho cô xem mắt. Mày tới đó làm cái gì? Mày có biết đối tượng này là tao đem mặt mo đi cầu dì Hà giới thiệu cho không? Năn nỉ ý ôi người ta, mới không ngại mày đã ly dị đấy. Là hàng đã xài rồi. Tâm tình Tiếu Từ Hàm tốt cả buổi chiều bị câu hàng đã xài của mẹ đánh trúng tan tành mây khói. Nhưng ngại vì vẫn trong tiệm, cô vẫn là tính tình dễ chịu qua loa. Dạ được rồi, con biết rồi. Con đang ở bên ngoài, điện thoại sắp hết pin, tối nay gọi mẹ sau ạ. Nói xong cô cúp điện thoại. Bị náo loạn như vậy đâu còn tâm tư ăn mì. Cô đặt đũa nhìn trung soái xin lỗi. Ngại quá, tôi đột nhiên không muốn ăn nữa. Trung soái để đũa xuống săn sóc.
Vậy thì tôi đưa em về trước. Tiểu Từ Hàm cảm kích gật đầu. Nhưng cô quên mẹ Tiếu đâu phải là người chịu bị người khác qua loa. Không tới mấy phút gọi tiếp. Này, tao lừa gạt người ta nói mày tạm thời đi công tác, hẹn sau đấy. Mày nhanh trở lại cho tao nghe chưa? Con không đi đâu ạ. Bởi vì ở trên xe cô không khách khí với bà. Mày lặp lại lần nữa đi, mày không đi á hả? Mày cho rằng bây giờ mày còn giá trên thị trường à? Ly hôn, nói như người xưa chính là giày rách bị người ta vứt bỏ. Cũng may là không có con, nếu không thì ai muốn mày hả? Mẹ mình trái một câu, hàng xài rồi, phải câu giày rách. Tiểu Từ Hàm dù tính tình tốt cách mấy cũng nổi giận. Con không muốn tái giá, con có cô đơn tới già, bệnh chết trên giường. Cũng không phiền đến cha mẹ, mẹ không phải rảnh rỗi để quan tâm. Ngô Mỹ Phấn nổi nóng, đề cao thanh âm giống trở lại. Ô, không liên quan đến chúng tao à? Mày chết thì không sao, mày nghĩ chúng ta muốn quản à? Hay là ánh mắt mày mù, tìm đại một tên đàn ông xấu xa, lại không bản lĩnh giữ chồng mình. Kết hôn 3 ngày, để hắn cùng đi với hồ ly tinh. Còn ấm ấm cả lên kia kìa, một chút tiền đồ không có. Hiện tại tao với cha mày không có mặt mũi ra cửa cơ. Tại sao nuôi ra kẻ bất lực như mày chứ hả? Thì ban đầu là người nào tham tiền, coi trọng gia thế của hắn, vừa khóc lại náo, tìm con, ép con đính hôn. Hiện tại tốt lắm đấy, mắng con như vậy à? Ngô Mỹ Phấn bị dẫm đến chân đau, bắt đầu không lựa lời nói, tức miệng mắng to. Mày đúng là cái đồ điếm thúi. Tiểu Từ Hàm chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền bị Trung Soái đoạt đi qua, nhấn tắt. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm Trung Soái, thảm thiết cười một tiếng, sau đấy quay mặt nhìn ngoài cửa xe. Dòng xe chạy lui tới, đèn xe lóe sáng, do ánh mắt của cô cay cay, không tiếng động rơi lệ. Trung Soái đem xe dừng ven đường, cởi dây an toàn, nghiêng người muốn xoay đầu cô lại. Ngón tay chạm trên mặt ướt át, thì hắn đem hàm răng cắn thật chặt. Trái tim nắm thành quyền, mơ hồ lộ ra gân xanh. Thấy cô sống chết không chịu quay đầu, hắn không miễn cưỡng, chỉ là rút khăn giấy đưa cho cô, khởi động xe về khách sạn. Cô kiên trì muốn một mình lên lầu. Trung Soái đứng ở đại sảnh đưa mắt nhìn cô vào thang máy. Trở lại trên xe, hắn lấy điện thoại. Tiểu Lục à, tăng ca làm biết chuyện. Tra tài liệu cá nhân của Tiếu Tử Hàm. Vừa rồi đối thoại của cô với mẹ cô, hắn gần như nghe rõ ràng. Chẳng biết tại sao, so với tin cô đã ly dị, làm hắn khiếp sợ hơn chính là từ ngữ thóa mạ khó nghe kia. Mà nước mắt của cô cùng việc cô cố kiên cường, làm cho trong lòng hắn khó chịu không nói ra được. Hôm sau Trung Soái đi tới khách sạn sớm một chút, nhờ tổng đài giúp liên lạc với cô, thì mới biết được tối qua cô đã trả phòng. Sao đi gấp thế, không nói lời chia tay à? Trung Soái gọi điện thoại cho cô không ai nhận. Trở lại quân khu, nhận được một tin nhắn từ cô. Cảm ơn anh chiêu đãi, có duyên gặp lại. Trung Soái cầm ly trà nhìn chằm chằm màn hình cười nhẹ. Sau này còn gặp lại chứ. Máy bay đáp xuống thủ đô, vừa ra cửa sân bay, Tiếu Tử Hàm liền bị gió bắc phía ngoài thổi trúng, lạnh run cả người. Bắc Kinh vào đầu mùa đông vẫn là rét như trong trí nhớ. Cô lên xe buýt sân bay, khó khăn nói địa chỉ khách sạn. Lần này cô tới là tham gia khóa tập huấn, cũng là tránh mẹ cô. Kể từ khi cô quay lại, mẹ Tiếu sống chết đi dây dưa, lại càng nổi điên, liên tiếp tìm người cho cô coi mắt. Người thì ngốc nghếch kẻ ly dị, có người số tuổi còn lớn hơn cả cha cô. Một người đầy quyền hành, một kẻ áp chế, nhưng đều có một điểm giống nhau, đều là người có tiền. Vì nói cô quá dung túng cho bà. Cô có khổ không thể nói, không phải cô muốn dung túng mẹ cô. Bà ấy là loại, vì đạt được mục đích, cũng có thể không cần người. Nếu cô cứng rắn đối đầu, mẹ Tiêu có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Thời điểm ép cô gả cho Vạn Đường đã lĩnh giáo rồi. Tới đơn vị náo, tìm lãnh đạo đồng nghiệp khóc lóc kể lể. Cô nhìn ánh mắt đồng nghiệp, cũng không nhịn được lãnh đạo phê bình kín đáo. Hiện tại, cô hai bàn tay trắng, chỉ có giữ được phần công tác này mới có thể an hưởng còn sống. Làm xong thủ tục báo cáo, cô gọi điện thoại cho bạn, hẹn gặp tại lầu dưới trung tâm thương mại quốc tế, ăn thịt nướng Hàn Quốc. Lúc đi ra, cư nhiên ngoài ý muốn đụng phải Tần Khải. Tay trái nắm tay cô gái trẻ, tay phải giơ lên một đống lớn túi hàng hóa đi tới. Nhìn thấy bọn họ cũng sững sờ, sau đấy lễ phép cùng mọi người chào hỏi. Nhìn bọn họ tay nắm tay,
Tiếu Tử Hàm trong mắt mất hồn, trong lòng không khỏi khổ sở. Thì ra là sinh thời thật sẽ không thể buông tha. Tần Khải ngưng mắt nhìn cô nhàn nhạt, nhạt cười. Ờ, làm sao tới Bắc Kinh rồi? Lần này hiển nhiên bỏ qua mọi người, chỉ hỏi riêng Tiếu Tử Hàm. Tiếu Tử Hàm kéo ra nhất mặt mỉm cười. Ờ, đi tập huấn, sao hẹn vài bạn cũ ăn cơm mà. Tần Khải phát một tiếng A ý vị sâu xa, rồi không nói thêm lời nào. Bạn cùng phòng Trương Tuệ vừa nhìn tình trạng này vội vàng đi tới hòa giải. Hay à, chúng tôi còn phải đi xem phim. Tần Khải à, hẹn lần sau nhá. Tần Khải gật gật đầu mà nói gặp lại, lôi kéo bạn gái đi về hướng ngược lại. Tiểu Tử Hàm thở vào, từ từ quay đầu nhìn bóng lưng hắn, cao lớn tuấn giật, tóc ngắn áp sát ót, giật mình giống như năm đấy. Nhớ năm đó, thật là một người ngược tâm, bao nhiêu người im lặng tuyệt đối, biết vậy chẳng làm, mang trái tim đau. Trường Tuệ kéo cánh tay cô nhỏ giọng, nghe nói sắp kết hôn rồi. Cô gật đầu, hắn hơn cô 2 tuổi, cũng đến tuổi kết hôn rồi. Nghe Trường Tuệ nói hắn bây giờ đang làm đồng sự ở UA, cô không khỏi ngầm vui mừng cho hắn. Cô luôn tin rằng hắn làm được, đúng như hắn nói, nhất định sẽ ở thành phố này xây dựng cơ nghiệp. Mà đêm Tiếu Tử Hàm nằm trên giường trằn trọc trở mình, không tìm được tư thế ngủ thích hợp, trong đầu thoáng có hình ảnh mơ hồ lại rõ ràng. Tần Khải là học trưởng của cô, cũng là nhân vật phong vân ở Đại học Z, người đẹp trai, thành tích học tập tốt, năng lực mạnh, thể dục giỏi. Nếu có cái gì không tốt, đó chính là gia thế không được tốt lắm. Cũng là đứa bé từ trong nông thôn đi ra, nhưng điểm này không ảnh hưởng chút nào nhân duyên của hắn với phái nữ. Trong và ngoài trường, không thiếu nữ sinh như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng khát nước 3 ngày, Tần Khải cố tình thích Tiếu Tử Hàm. Từ năm nhất theo tới năm 3, cuối cùng kháng chiến thắng lợi. Tốt nghiệp đạt loại ưu, Tần Khải được nhận vào Tinh Anh Điện, đường UA, làm chuyên viên phân tích, rất tiền đồ. Nhưng ở trong mắt cha mẹ của cô, vẫn là người không nhà không xe, không tiền, không quyền, nghèo kiết xác. Nhưng cô không quan tâm, cô tin tưởng chỉ cần cùng nhau cố gắng, bánh bao sữa tươi cũng sẽ có. Năm Tiếu Tử Hàm tốt nghiệp, cũng thuận lợi tiến vào một nhà đầu tư bên ngoài. Điều kiện tốt, ngày đó bọn họ ôm nhau đứng ở thế mậu, hưng phấn hoạch định tương lai thuộc về bọn họ. Tất cả thay đổi chính bởi vì cuộc điện thoại của mẹ cô. Bà nói bà bị ung thư vú, nói ba Tiếu ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam, căn bản không chăm sóc bà. Khi đấy Tiểu Tử Hàm tuổi trẻ, không thấy rõ cha mẹ lợi dụng thân tình, diễn dịch lừa gạt đùa giỡn. Nhưng Tần Khải lại chắc chắn, mẹ Tiếu là ỷ vào cô mềm lòng, lừa gạt cô trở về. Bọn họ tranh chấp lớn, cô kiên trì phải về thành phố C tìm công việc an ổn. Tần Khải cố ý ở Bắc Kinh. Còn quá trẻ đều là người cố chấp, cũng không muốn vì yêu thỏa hiệp, vì vậy mỗi người đi một ngả. Nhớ đến ngày cô xách hành lý đi ra sân bay, Tần Khải nhìn cô bằng ánh mắt ác độc, cùng một câu gầm thét. Tiểu Tử Hàm, em đừng kỳ vọng anh chờ em trở về nhất định sẽ không có ngày tốt. Một câu thành sấm, có phải ông trời cũng không ưa cô hay không? Khoái chuyện giả kết thân, giả thống cừu, cho nên thực sự không cho cô những ngày sống yên lành. Trở lại thành phố C, cô rất nhanh vạch trần lời nói dối của cha mẹ, nhưng cô không dám về Bắc Kinh. Lúc đầu là sợ Tần Khải cười, sau là sợ bên cạnh anh đã không có vị trí thuộc về cô. Anh nói đúng, không có ai đáng vì ai chờ. Cô lật người, quay lấy chăn nhẹ nhàng thút thít. Một tuần tập huấn đào mắt kết thúc, được Bộ Nhân lực Tài nguyên đặc biệt an bài 2 ngày tự do hoạt động. Mọi người thời gian sống phóng túng. Phụ nữ trời sinh cuồng mua đồ, trong một ngày từ yến toa đi dạo đến xét, mua được niềm vui. Dạo phố xong ra ngoài, cô chợt đề nghị đến The Peninsula ăn buffet. Một nhóm người lại hùng dũng đi, ăn đến người ta muốn hết món mới bằng lòng ra ngoài. Cơm nước no nê, họ đứng ở cửa tiệm rượu chờ xe taxi. Nhưng một lát chính là giờ cơm, lại cấm xe rượu, chạy xe lại mới vừa ban hành. Chờ cả ngày mới gọi được một chiếc taxi, nhét trước vào 4 người, lưu cô lại cùng cô gái đợi xe đi cùng. Đầu mùa đông, nhiệt độ trong Bắc Kinh chênh lệch đặc biệt lớn, gió lạnh khiến hai người run cầm cập. Cô gái đi cùng cô mới vừa uống quá nhiều, gió lạnh thổi liền muốn đi toilet.
Từ Hàm ơi, chờ mình một lát, mình đi vệ sinh tí. Ừ, đi đi. Tiểu Từ Hàm gật đầu, một mình đứng ngoài cửa ngắm dòng xe lui tới trên đường đến mê hoặc. Ai ngờ nhìn đến bóng dáng quen thuộc từ chiếc xe Việt dã màu đen từ xa xuống tới. Trung soái à? Tại sao anh ta ở chỗ này? Cô theo bản năng muốn tránh, tiếc rằng bốn phía là đèn sáng thủy tinh loáng, né cũng không thoát. Đừng sợ, nói không chừng người ta sớm quên cô là ai rồi. Chỉ là trí nhớ cùng thị lực ai đó so với cô tưởng tượng tốt hơn nhiều. Thấy cô, đồng hồ báo thức đẹp trai, bước chân rõ ràng hơi chậm, sau đó sải bước đi về phía cô. Trùng hợp vậy? Cô lễ phép cười. Đúng thế, tôi tới chỗ này ăn cơm. Anh ta dò xét. Đi với bạn à? Vâng, bạn tôi đi vệ sinh rồi. Bên ngoài lạnh lắm, đi vào trong chờ đi. Hắn nhìn cô hai má cóng đến hồng, trong lòng không hiểu sao khó chịu. Cô khách khí lễ độ cự tuyệt. Dạ không cần đâu, chúng tôi đang đợi xe taxi. Trung soái ngắm nhìn bốn phía, bóng dáng xe taxi không có, khó trách cô lạnh đến mặt đỏ bừng. Anh quay đầu hướng phía người đàn ông đi cùng. Tiểu Lục à, đưa chìa khóa xe cho tôi. Gã đàn ông được gọi là Tiểu Lục híp mắt xách cười. Nếu không em đưa. Còn chưa dứt lời bị trung soái hung hăng trừng mắt, vội vàng câm miệng. Cô từ chối lần nữa, nhưng trung soái giống mắt điếc tai ngơ, cự tuyệt lời của cô. Cố ý phải cùng cô đứng ở trước cửa đợi bạn. Tiểu Lục thấy thế không chịu đi vào, trên mặt mang biểu tình xem kịch vui. Ba người họ tướng mạo xuất chúng, đứng trước cửa đợi người, cực kỳ làm người chú ý. Tiểu Từ Hàm thầm than, người này thật không phải là bá đạo bình thường. Đồng nghiệp ra ngoài, cô không dám khiêu khích tính cố chấp của anh. Anh vội kéo lên xe, Tiểu Lục cũng muốn theo. Kết quả vừa mở cửa, bị trung soái hung hăng quăng ánh mắt giết người. Bị sợ đến cười gượng hai tiếng lùi về. Giống như lần trước, vừa mới rồi chủ động muốn đưa các cô về, sao cũng không nói một lời. Đồng nghiệp cô cống hiến mấy đề tài khô cằn, cô đón nhận không mặn không nhạt. Trung soái không nói tiếng nào, hai người huyên náo cũng cảm thấy không thú vị, đành câm miệng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Không khí ngưng trệ. Bên trong xe rõ ràng mở hệ thống sưởi, nhưng cô cảm thấy lạnh buốt. Đau khổ đến khách sạn, đồng nghiệp ném xuống một câu. Hai người cứ nói chuyện tiếp, tôi đi lên trước đây. Liền tựa chạy như chối chết nhảy xuống xe, ném cô ngồi ở chỗ lúng túng. Suy nghĩ nửa ngày nói ra câu. Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về. Em đi công tác à? Người này người ta nói đông hắn kéo tay, hoàn toàn không hòa hợp tí nào. Tôi tới đây tập huấn. Vậy lúc nào trở về? Chiều mai bay. À. Trung soái thốt lên một đơn âm duy nhất. Tiểu Từ Hàm không biết nên nói tiếp thế nào, sững sờ chốc lát. Vậy tôi về trước đây. Vừa định mở cửa xe, trung soái lên tiếng. Cùng nhau ăn cơm đi. Cô lén lén, mắt trợn trắng. Tôi vừa ăn cơm xong rồi. Vậy đi uống trà. Tiểu Từ Hàm kinh ngạc nhìn hắn, hoài nghi nếu là cô không đồng ý, hắn đoán chừng sẽ nói vậy thì cùng đi hóng gió Tây Bắc. Sao, có thể không? Trung soái thấy cô không nói, hỏi lại lần nữa, nhưng xe chậm rãi lái đi. Ừ. Cô trả lời, thắt dây an toàn. Bây giờ phải lên thuyền giặc, thuyền đã động, cô còn có thể nói không được sao? Trung soái thực đúng là mang cô đi uống trà. Đi xe vòng quanh, rồi quẹo vào ngõ nhỏ. Cô vừa xuống xe, nhìn thấy một gian tiểu tứ hợp viện thanh thức. Trên cửa hai chữ Trà Vận mạnh mẽ có lực. Mặc dù không chữ ký, nhưng sức lực bút phong đều có thể nhìn ra công lực của người viết chữ. Xuyên qua viện, vừa đi vào khu nhà chính, hương trà ấm áp xông vào mũi. Cô nhịn không được khen ngợi một tiếng. Phổ nhị thơm quá. Thật thính mũi đấy. Cô vừa dứt lời, trong phòng truyền đến giọng nam trung hùng hậu. Tiểu Từ Hàm nhìn theo âm thanh nhìn, phát hiện ông cụ đứng trước cửa phòng trong. Ông cụ à, tôi tới uống trà. Trung soái chọn chỗ ấm ngồi xuống, vậy tại ý bảo cô ngồi ở đây. Ta xem anh thật đáng đánh đấy. Nói đi, anh bao lâu không tới rồi hả? Ông gõ gõ đầu hắn, thoạt nhìn rất nặng, nhưng giọng nói thần thái vô cùng sủng ái. Tiểu Từ Hàm âm thầm suy đoán, bọn họ rất quen thuộc thì phải. Vất vả lắm tôi mới tới một chuyến, vậy cụ phải lấy bảo bối ra tiếp đãi đi chứ. Ông cụ không để ý tới hắn, chỉ là nhìn Tiểu Từ Hàm. Cô gái nhỏ à, muốn uống trà gì? Nói trước,
Ta đây không cà phê. Những thứ này biểu diễn cho vui thôi. Dạ, cháu không sao ạ. Cô không hiểu trà lắm, chỉ biết căn bản mấy loại. Vậy thì cho các ngươi một bình phổ nhị. Năm xưa ta đây pha phổ nhị không tệ lắm. Ông cụ nói xong đi xuống. Trung soái thấy cô từ lúc ngồi xuống, quan sát bày biện bốn phía, liền trêu ghẹo. Nơi này cổ phần của tôi, có ở đây, do vậy tôi thường hay tới. Tiểu Tư Hàm liếc hắn. Anh thường tới á? Cảm giác nơi này không giống buôn bán mà. Đi vào đến bây giờ chỉ có anh và cô là khách. Trong nhà chính chỉ có hai cái bàn, không biết làm sao chiêu đãi khách. Mới vừa rồi ông cụ không phải nói tôi rất lâu không tới à? Thế anh là người Bắc Kinh à? Hộ khẩu không có Bắc Kinh. Thì có sao? Cô lười phải cùng anh ta ba hoa, nâng cằm nhìn sương mù ngoài cửa kính. Ngoài cửa sổ có tiếng gió, bên trong nhà yên tĩnh ấm áp. Cô chợt nghĩ đến tám chữ: kiếp này an ổn, năm tháng yên tĩnh. Thời điểm Tiếu Tự Hàm muốn ngủ gục, trà mang lên, Trung soái cầm trà cụ lên, thành thạo rửa bình ngâm trà, làm nóng ly. Bàn tay to lớn vô cùng khéo léo châm trà, tạo cảm giác đối lập mãnh liệt. Cô phát hiện hắn có đôi tay thật đẹp, ngón tay thon dài sạch sẽ, màu da xanh đen khỏe mạnh, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn đã biết được rèn luyện quanh năm, làm người ta cảm giác rất có lực. Hắn rót một ít cho cô. Này, nếm thử một chút chân bảo quý giá của lão gia tử nào. Tiểu Tử Hàm nhận lấy, để cốc ở cánh mũi ngửi sâu. Thực là thơm quá. Ừ, tất nhiên rồi, không phải ai cũng có thể uống đâu. Trung soái rót tiếp cho cô một ly. Cô nâng ly lên, không nói lời nào, thân thể mềm mại dựa vào ghế, hưởng thụ không khí an tĩnh khó có được. Nếu như thời gian có thể dừng lại thì thật tốt. Cô không cần phiền não vì quan hệ nhân sự phức tạp, không cần đi xem mắt, không cần đi để ý cái nhìn của người khác cùng ngôn ngữ khó nghe. Cô kiên cường như thế nào đi nữa, nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ, vẫn cần có cái bến cảng tránh gió tránh mưa. Cô đưa mắt nhìn trà, Trung soái đưa mắt nhìn cô nhiều hứng thú. Cô nhíu mày, hé miệng, khóe mắt cong lên cười thoải mái. Cô nhất định không biết thời điểm mình yên lặng như vậy có bao nhiêu xinh đẹp, nhu hòa yên tĩnh, lạnh nhạt thanh nhã, giống như lạc trong sương mù, khiến hắn không nhìn rõ. Mà cặp mắt đen thanh u kia như động sâu không thấy đáy, đưa người rơi thẳng xuống dưới. Giờ khắc này, hắn bắt đầu sinh cảm giác muốn nắm tay nhau đến già, thiên trưởng địa cữu. Tiếng chuông điện thoại di động chói tai, đánh vỡ sự an tĩnh trong phòng. Tiểu Tử Hàm từ trong túi móc ra vật làm phiền giấc mơ người khác. Bạn yêu à, cậu ngủ chưa? Thanh âm giây phút nào cũng tràn đầy sức sống vang lên. Không có, sao vậy? Ây à, ngày mai cậu về đúng không? Trong nhà muốn ăn mứt, mẹ mình muốn hạnh nhân cùng với mứt táo, ba mình muốn bánh phục linh, mình thì ăn theo, càng nhiều càng tốt. Ừ, không thành vấn đề. Vì nghe cô đáp dứt khoát, đoán cô đang bận, hạ thấp giọng dò xét. Này, không tiện nghe điện thoại à? À, không có, chỉ là đang cùng người bạn uống trà thôi. Cô vừa nói xong, thanh âm trong loa đề cao gấp 10 lần. Bạn à? Nam hay nữ? Không phải là boyfriend đấy chứ? Tiểu Tử Hàm đưa di động đến bên tai giở đi chút. Là nam, nhưng mà không phải như người như cậu nghĩ đâu. Vì thất vọng than thở, sau đấy tán gẫu đôi câu cúp máy. Trước khi cúp điện thoại, nghĩ tới sự kiện. À, đúng rồi này, mẹ cậu gọi điện thoại cho mình đấy. Hả? Bà ấy sao có số của cậu? Bà tìm cậu làm gì? Thì còn chuyện gì nữa? Nói mình khuyên cậu đi xem mắt, nói người lần này điều kiện tốt. Nghĩ đến mẹ Tiếu liền đau đầu. Công lực phiền người đúng là hạng nhất, có thể nói đi nói lại mà không chút nào suy tính hạnh phúc con gái, tất cả nghĩ đến tiền thôi. Thôi nhá, cậu đừng để ý đến bà. Lúc về mình tìm bọn họ nói rõ ràng, nếu ép mình đi xem mắt liền cắt trợ cấp của bọn họ luôn. Cô càng ngày càng không thể chịu được hành động của cha mẹ, dám có ý đồ thông qua bạn bè thân thích ép cô đi vào khuôn khổ. Ừ, sớm nên như thế. Ông trời đúng là không có mắt, thế nào để cho cậu gặp phải chuyện xui xẻo này chứ. Thôi tốt lắm, lúc về nói tiếp nhá, dạo này phí điện thoại đắt quá. Cô kịp thời cắt đứt sự cảm khái của bạn. Mệnh do trời định,
Nếu không thể thay đổi, chỉ có thể càng thêm cố gắng, làm Tiểu Cường đánh không chết. Cúp điện thoại, Tiểu Từ Hàm phát hiện Trung Soái rõ ràng nhìn mình chằm chằm. Trong lòng cô một hồi hốt hoảng, cười khan uống cạn trà trước mặt. Nhưng hắn chẳng tốt hơn, không chút nào để ý cô lúng túng. Mắt giống như là cao su dính, gắt gao dính chặt cô. Cô bị nhìn đến sợ hãi, chỉ đành phải rời lực chú ý đi, nói bình nước pha trà trên lò. Vừa mở nắp bình trà, bên tai liền truyền đến tiếng Trung Soái. Chúng ta kết hôn đi. Quạt, cô trợn to mắt, cái nhìn hoảng sợ. Không để ý, tay hơi dùng sức, bình nước rơi trên bàn. Bình trà lật, nước đổ tung tóe, bắn vào mu bàn tay cô, bỏng đến cô nhe răng phất tay không ngừng. Rõ ràng bị phỏng là cô, nhưng Trung Soái phản ứng nhanh chóng, nắm tay của cô liền đi vào nhà trong. Vừa đi vừa hét, ông cụ ơi, mau lấy thuốc trị phỏng ra đây. Ông lão nghe bên ngoài có tiếng vang, vừa nhìn tay cô lập tức hiểu chuyện gì. Nào nào, nhanh nhanh đi phòng bếp, giờ sơ qua nước lạnh, ta đi lấy thuốc đây. Trung Soái mở vòi sen, đầu mùa đông nước lạnh thấu xương cứ như vậy chảy xuống. Cô đau đến rút tay về, nhưng bị hắn cầm chặt. Nào, kiên nhẫn một chút đi, không bị phòng phiền toái lắm. Cô cắn răng gật đầu, đau đến mức nước mắt thi nhau chảy. Nước lạnh chậm rãi chảy xuống, cơn đau bắt đầu từ từ giảm bớt. Lúc này cô nhận thấy động tác của bọn họ mập mờ đến cỡ nào. Cơ hồ cả người cô bị ôm trong lòng hắn, gần đến mức cô có thể cảm nhận nhiệt độ trên người của hắn, nghe hô hấp của hắn, cùng hơi thở sạch sẽ, mềm nhẹ nhàng, khoan khoái phái nam. Nhận thức đến sự thực này, mặt cô xuất hiện dạng mây hồng. Ông cụ lấy khăn mềm cùng thuốc mỡ đưa cho Trung Soái. Ta thấy không có nổi bóng, trước xứt chút thuốc, nhóc tam, mang con bé nhanh đi viện khám một chút đi. Anh cầm khăn mềm nâng tay cô, cẩn thận lau khô từng ly từng tí, vừa lau vừa dùng miệng thổi, chỉ sợ làm cô đau. Bộ dáng kia tựa như đang lau một bảo bối chân quý, cực kỳ quý trọng. Lòng Tiếu Từ Hàm hơi run lên một chút. Ông cụ à, thuốc rất tốt, nhưng mà vẫn phải đi bệnh viện xem chút. Hắn dùng ngón tay viết thuốc trị phỏng đều đều bôi ở trên mu bàn tay. Trên lòng ngón tay có vết chai xẹt qua da, làm cô run rẩy một trận, không nhịn được lộ ra tiếng rên khẽ. Hắn cho là cô bị đau, ngẩng đầu dụ dỗ cô. Nào, kiên nhẫn một chút đi, một hồi liền hết đau thôi. Trong chớp nhoáng, Tiểu Từ Hàm trong mắt thấy hắn kinh hoàng, luống cuống, đau lòng còn có tức giận mà xem cô không hiểu. Trung Soái lái xe đến bệnh viện thực nhanh, còn có lúc nào cũng chú ý phản ứng của cô, chỉ sợ đụng phải vết thương. Bác sĩ kiểm tra thương thế, khai người bọn họ xử lý thỏa đáng, cho chút thuốc tiêu viêm, dặn dò mấy câu, bảo bọn họ trở về. Trên đường về khách sạn, Trung Soái lại mặt lạnh, trầm mặc không nói gì, giống như đang cùng người nào tức giận. Mà Tiếu Tử Hàm sau khi vết thương được thoa lên thuốc của ông cụ hết đau, nhưng đầu bởi vì Trung Soái cầu hôn không giải thích được cứ ong ong gay gắt. Xe đến dưới lầu khách sạn, Trung Soái không có phát hỏa, chỉ đem xe dừng ven đường. Tiếu Tử Hàm không hiểu rõ hắn nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn ngồi bất động. Nhưng cả đêm uống quá nhiều nước, ngồi một lát liền muốn đi vệ sinh. Đang suy nghĩ thế nào mở miệng, Trung Soái phá vỡ trầm mặc. Vết thương không nên đụng nước, lúc ngủ chú ý một chút, đừng nằm đè lên. Vâng, cô sẽ chú ý. Vậy bây giờ có phải có thể đi được rồi hay không? Còn nữa, nhớ uống thuốc, đừng có ăn thức ăn kích thích. Tôi biết rồi. Cô nghe những điều bác sĩ dặn dò qua rồi mà, cô sắp nhịn không nổi rồi. Còn có... Tôi biết rồi, biết hết rồi mà, tôi nghe được rồi, tôi sẽ nghe lời anh. Cô gắp chặt chân, cắt đứt hắn lải nhải cả ngày. Trung Soái không giận cười. Nghe lời tôi sao? Vậy tôi trở về sẽ viết báo cáo kết hôn. Cái gì? Báo cáo kết hôn? Bọn nó không phải đang nói về chuyện chú ý vết phỏng à? Lúc nào nói đến chuyện kết hôn? Tiểu Tử Phạm gấp gáp. Báo cáo kết hôn gì cơ? Quân nhân khi gặp người yêu, kết hôn phải làm báo cáo. Tôi tiết kiệm báo cáo quá trình yêu đương, trực tiếp với báo cáo kết hôn luôn. Nói nhảm. Cô là người hiểu biết, dĩ nhiên biết quân nhân muốn cưới phải làm báo cáo, nhưng mà... Tôi đã đồng ý kết hôn với anh đâu. Vậy tôi bảo em trở về đem thẻ căn cước, hộ khẩu cho tôi, chuẩn bị cho thẩm tra chính trị. Không phải em nói sẽ nghe theo lời tôi à? Tiểu Từ Hàm ngưng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của gã đàn ông trước mặt, rốt cuộc biết vì sao kêu phúc hắc rồi.
cô dám khẳng định hắn là cố ý. Tuyệt đối là cố ý dẫn cô vào hướng bẫy. Anh hiểu lầm rồi. Tôi cho là anh nói tôi chú ý chuyện vết thương cơ. Ờ, vậy à? Đúng chính là như vậy, nhóc con. Ngươi cho rằng chị đây dễ lừa thế à? Cô đang hài lòng, Trung Soái lại nói. Vậy bây giờ, em cũng biết, cũng giống nhau thôi. Tiểu Từ Hàm trong lòng gào thét, giơ tay múa chân. Không phải như vậy chứ, vừa dỗ, vừa lừa. Từng bước tiến tới gần, cô hắng giọng uyển chuyển cự tuyệt. Chúng ta không thích hợp với nhau đâu. Còn tôi thì cảm thấy rất hợp. Cô cắn răng tiếp tục tìm lý do. Nhưng chúng ta mới gặp 3 lượt thôi, dù thế nào cũng chưa tới lúc thảo luận chuyện cưới xin mà. Ông nội bà nội tôi trước khi kết hôn cũng không gặp qua, nhưng bọn họ vẫn rất hạnh phúc mà. Cô nắm chặt quả đấm kiên nhẫn khuyên. Bây giờ không phải trước kia đâu anh ạ. Không có tình cảm làm nền tảng, hôn nhân không hạnh phúc. Hơn nữa tôi vừa mới ly hôn. Tôi biết là em mới ly hôn, nhưng tôi không quan tâm. Hơn nữa tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Đầu bạc răng long không liên quan gì đến tình yêu. Cô không nhịn được. Đại ca ơi, mấu chốt là tôi một chút không muốn gả cho anh. Tại sao? Tiểu Từ Hàm vừa định trả lời bởi vì chúng ta không quen, phát hiện như vậy tiến vào tuần hoàn ác tính. Người này cố ý mang cô đi vòng vèo. Cô đúng là muốn điên lên rồi. Nói không thông, đàn gáy tai trâu à? Em xem đi, em còn nói không ra được nguyên nhân mà. Hắn bất đắc dĩ buông tay, nhưng trên mặt tràn đầy hài lòng. Tiểu Từ Hàm bị tức đến phát run, nín nửa ngày nghĩ phản bác. Vậy tại sao em muốn lấy tôi? Trùng Soái sửng sốt mấy giây, hồi lâu từ từ nói. Bởi vì em không yêu tôi. Mẹ nói chứ, đây là đáp án quái quỷ gì? Gã này đầu óc bị kẹp cửa à? Đúng là tên ngốc. Hắn tựa lưng vào ghế, cặp mắt nhìn chăm chú phía trước, chậm rãi nói. Kết hôn chính là sống cùng qua ngày, không cần những thứ hư vô gì đó kia. Yêu phải bình đẳng. Nếu như em yêu tôi, chắc chắn sẽ hy vọng tôi phải thích em. Nhưng tôi yêu công việc, yêu đời lính, yêu quân trang trên người. Sợ là không thể dành tình yêu cho gia đình nhiều hơn. Tôi rất mệt mỏi, cũng rất đau đớn. Tôi sợ mệt mỏi, cũng sợ đả thương người. Em đã ly dị, khẳng định không nguyện ý giằng co. Phần tôi thì cha mẹ thúc giục gấp, buộc tôi kết hôn. Nếu không làm đoán chừng hoài nghi tôi, đồng tính luyến ái. Với lúc cha mẹ em ép em, hai ta cùng kết hợp. Hai bên cũng có lợi mà. Sau khi kết hôn, nếu em nguyện ý theo quân, tôi liền đem em đến gần nơi đóng quân. Còn nếu em không nguyện ý, em có thể ở lại thành phố C. Ngày nghỉ tôi về thăm, không đến cũng không sao. Cuộc sống với em bây giờ không có gì khác biệt mà. Nhìn ra cô có chút động lòng, Trung Soái không ngừng cố gắng. Hai chúng ta là không tình yêu với nhau, chỉ là hợp tác làm bạn. Tôi ăn ở đều trong doanh trại. Em cũng không cần làm hiền thê lương mẫu, nhưng tôi có thể cam đoan với em sẽ đối với đoạn hôn nhân phụ trách. Nếu có một ngày em gặp được người mình yêu, hãy cùng tôi nói một tiếng, tôi liền ly hôn. Vậy vạn nhất anh gặp được thì sao? Chẳng biết tại sao nghĩ tới khả năng này, trong lòng Tiểu Từ Hàm có chút hoang mang. Hắn cười. Trừ phi tôi thực sự là gay, bên cạnh toàn bộ đàn ông tôi gặp người nào đây? Như thế nào? Hắn thử dịp lần nữa ép cô gật đầu. Nhưng là bọn họ mới gặp mặt có 3 lượt. Chỉ là tựa như hắn nói, đầu bạc răng long không liên quan gì đến tình yêu. Ban đầu gả cho Vạn Đường không đại biểu cô yêu nhiều, chỉ là thói quen cùng thuận theo. Nhưng mà cái gì? Chẳng nhẽ như đối tượng xem mắt kia tốt hơn với tôi à? Tiểu Từ Hàm nghĩ tới những đối tượng xem mắt dựa cả tóc gáy. Dù gì đi nữa, Trung Soái coi như là một soái ca. Thấy cô do dự, Trung Soái kéo cánh tay không bị thương của cô, nghiêm trang ngưng mắt nhìn cô. Tiểu Từ Hàm, tiểu thư à, cô có đồng ý gả cho Trung Soái tiên sinh không?